Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mang đến cho quý vị những thông tin thú vị luôn được cập nhật. Hôm nay ngày 10 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây. Nắng nóng kéo dài, hàng ngàn hộ dân ở Long An thiếu nước sinh hoạt. Sản lượng điện tháng 4 tăng mạnh, kéo theo tiền điện cao, người dân lưu ý giải pháp tiết kiệm điện. Hàng tỷ con ve sầu sẽ đồng loạt xuất hiện tại nhiều bang ở Mỹ trong tháng 4. Sáng nay, chặng 7 cuộc đua xe đạp cúp truyền hình sẽ diễn ra tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Kính thưa quý vị, nắng nóng kéo dài đang tiếp tục gây hạn hán, xâm nhập mặn ở nhiều địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh Tiền Giang ngày 6 tháng 4 đã công bố tình huống khẩn cấp về xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt ở huyện Tân Phú Đông. Tương tự, nhiều nơi ở Long An cũng đang lâm vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt, giá nước vì thế cũng được đẩy lên cao, khiến cuộc sống người dân bị xáo trộn và khó khăn. Đất nứt nẻ, những chiếc lu dùng để chứa nước nằm chỏng chơ. Những ngày qua, người dân tại nhiều huyện của tỉnh Long An bị thiếu nước sinh hoạt. Họ phải chờ đợi xếp hàng để mua từng thùng nước với giá không hề rẻ. Thường là mình xài có 15 mà nay một khối 100, chở một bồn như 400 ngàn, 4 khối là 400. Không có giọt nước luôn chứ không có mà nói mình chở phải nhiều nhiều nhỏ nhỏ từ chút đỉnh người ta có thể hạ tiền hay tặng xài được. Còn này không có một miếng nào ráo luôn. Hạn mặn, nắng nóng chưa biết khi nào chấm dứt nên người dân đang phải chắc chiêu tiết kiệm từng lít nước mua được. Tạm thời thì xã cũng đã phối hợp với huyện sẽ cung cấp lấy xe cung cấp nước cho dân. Một ngày thì cung cấp là khoảng 20 khối nước cho dân. Chủ yếu tạm thời cho dân mình có nước sinh hoạt để nấu ăn. Hiện các huyện như Tân Trụ, Cần Giuộc, Cần Đước đang rơi vào cao điểm thiếu nước sinh hoạt. Tỉnh Bình Thuận cũng rơi vào tình trạng tương tự, huyện Hàm Thuận Nam hiện đang hạn hán nghiêm trọng, nhiều khu vực không có nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Từ đầu tháng 2, hầu như các con sông, suối, kênh dẫn nước tại địa bàn đã trơ đáy. Tính đến ngày 8 tháng 4, lượng nước các hồ chứa trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam còn lại khoảng hơn 11 triệu mét khối, thấp hơn so với cùng kỳ khoảng 6,2 triệu mét khối. Chiều ngày 9 tháng 4, đoàn công tác tỉnh đã đến kiểm tra thực địa các điểm hạn hán thiếu nước sinh hoạt và hiện trạng các hồ chứa nước ở Hàm Thuận Nam, kêu gọi người dân tiết kiệm nước trong canh tác, phối hợp các đơn vị chức năng để bảo đảm sản xuất, giảm thiểu thiệt hại cây trồng. Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh dự báo sản lượng điện tháng 4 năm 2024 tiếp tục tăng, tăng điện trong tiêu dùng ảnh hưởng đến tiền điện sẽ cao. Do đó, ngành điện khuyến cáo khách hàng chú ý các giải pháp tiết kiệm điện, dịch chuyển các thiết bị điện phụ tải giờ cao điểm về giờ thấp điểm. Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh dự báo sản lượng điện tiêu thụ sẽ tăng cao trong tháng 4 và tháng 5, trong đó sẽ có một số ngày sản lượng tiêu thụ điện vượt trên 95 triệu kW trên một ngày, lập kỷ lục mới về tiêu thụ điện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngành điện đang triển khai các giải pháp để đảm bảo cung cấp điện, tiếp tục hướng dẫn khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả để hạn chế tăng tiền điện trong cao điểm hè. Các biện pháp tiết kiệm điện công cộng cũng được áp dụng với mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 30% tổng điện năng tiêu thụ. Dự kiến lượng khách đi lại dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 tại các bến xe lớn của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng 120% so với ngày thường. Giá vé xe đò phụ thu tối đa là 40%. Tại bến xe miền Tây, hành khách đi về các tỉnh thành dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay dự báo tăng hơn 34% so với cùng kỳ của năm ngoái và tăng 120% so với ngày thường. Trong đó, ngày cao điểm là thứ Bảy, 27 tháng 4, hành khách xuất bến có thể đạt 61.300 khách một ngày. Các tuyến hút khách chủ yếu là từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau. Còn bến xe miền Đông mới dự báo lượng hành khách đi lại dịp lễ tăng nhẹ so với ngày thường, với khoảng 4.500 khách một ngày. Cao điểm là ngày 26 tháng 4 với hơn 8.000 khách. Các tuyến tăng khách chủ yếu là các tuyến đường ngắn từ Đà Nẵng trở vào Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, xã An Nhất, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu không chỉ được nhiều người biết đến với món bánh hỏi là bánh tráng thơm ngon, mà còn nổi tiếng với quang cảnh nên thơ của những cánh đồng lúa chín bạc ngàn. Những ngày này, ngay trước khi nông dân thu hoạch lúa, nhiều du khách đã tìm đến đây tham quan, săn ảnh đẹp, tạo thành trào lưu trên mạng xã hội. Đến An Nhất thời điểm này, nhiều người không thể cầm lòng trước vẻ đẹp của đồng lúa đang đổ chín, hương thơm lan tỏa trong không gian. Trên những tuyến giao thông nội đồng, nhất là vào buổi chiều mát mẻ, khá đông người dân và du khách đến đây ngắm cảnh. Mình đến đây để chụp hình và tham quan ở khung cảnh ở đây và để lưu giữ những kỷ niệm
đẹp cùng với bạn và người thân trong gia đình. Khu vực này là đang hot trend về cái cảnh ở đồng lúa. Cái điểm này buổi chiều cực kỳ mát mẻ, với lại là cánh đồng đang là cái mùa lúa chín đó, nó đang gặt rất là đẹp. Con đường đi thì nó cực kỳ đẹp, nhìn nó rất là dễ di chuyển. Mấy cái clip đồng lúa ở trên mạng á, thấy nó đẹp kinh khủng luôn. Mà quả thiệt là ở ngoài đời nó rất là đẹp, với lại không khí trong lành. Xã An Nhất có diện tích trồng lúa lớn nhất huyện Long Điền với khoảng 420 hectare, mỗi năm sản xuất 3 vụ lúa. Trong đó, vụ thu hoạch lúa đông xuân hiện nay là thu hút khách tham quan nhiều nhất do thời tiết lúc này không mưa, nắng đẹp. Phim Bóng của Thị Thành tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả trên sóng HTV. Trong tập 15 sắp tới, cảm thấy Mai Lan ngày càng lộng quyền, bà Phượng đã thẳng thắn vạch trần bộ mặt thật của cô với bà nội. Bất ngờ thay, những bức ảnh thân mật của bà Phượng và ông Minh tại nhà riêng lại đến tay bà nội. Bà Phượng vì thế lại bị mẹ chồng mắng nhiếc thậm tệ. Có phải vì lý do bị bóc phốt mà Mai Lan đã ôm hận và rắp tâm hãm hại mẹ Bảo Nam? Câu trả lời sẽ có trong tập 15 Bóng của Thị Thành, phát sóng vào lúc 19h30 phút hôm nay trên kênh HTV7. Tiếp theo trong 60 giây. Cháy xưởng ván ghép ở huyện Bình Chánh, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Ô tô chạy gây tai nạn liên hoàn ở Nam Định, nhiều người bị thương. Thời tiết khô nóng cao điểm hiện nay khiến các vụ hỏa hoạn liên tục xảy ra. Vào chiều qua, hỏa hoạn đã xảy ra tại một xưởng ván ép nằm trên đường Phạm Văn Sáng, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 9 tháng 4. Lúc này mọi người dùng bình chữa cháy và kéo vòi nước máy dập lửa. Tuy nhiên, xưởng ván ép có nhiều chất dễ cháy khiến lửa bùng phát mạnh, công tác chữa cháy tại chỗ bất thành. Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an huyện Bình Chánh đã điều nhiều xe cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Gần 1 giờ sau, đám cháy được dập tắt. Xưởng ván ép này có diện tích khoảng 200m², nhiều tài sản máy móc bên trong đã bị lửa làm hư hỏng. Phần lớn khung sắt và mái che của xưởng ván ép cũng bị đổ sập. Tối qua 9 tháng 4, đơn vị quản lý đã kịp thời dập tắt đám cháy cỏ rộng hàng trăm mét vuông ven cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đoạn qua xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Theo người dân cho biết, tại thời điểm trên, nhiều người phát hiện lửa và khói bốc lên từ trong đám cỏ dại nằm trong hành lang đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, hướng đi từ Mỹ Thuận về Trung Lương. Lửa bùng phát mạnh và cháy lan rộng ra hơn 250m², kèm theo khói mịt mù. Hỏa hoạn cháy lan kéo dài đến dải ta luy của đường cao tốc, nhiều phương tiện phải giảm tốc độ phòng rủi ro do khói cuồn cuộn lan tỏa. Đơn vị quản lý tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận dùng xe chữa cháy dập tắt ngọn lửa. Hơn 20 phút sau, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn nhưng lực lượng vẫn phun xịt chống cháy lan. Vụ cháy không gây thiệt hại lớn nhưng khiến nhiều người hoảng hốt. Chiều qua, lực lượng chữa cháy đã khống chế được vụ hỏa hoạn tại nhà dân ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên, lửa đã thiêu rụi hai căn nhà và làm hư hại một căn nhà liền kề. Khoảng 16 giờ 35 phút ngày 9 tháng 4, người dân phát hiện lửa bùng phát tại căn nhà của ông Phạm Văn Dìa nằm trên đường Nguyễn Thái Học, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá. Người dân đập cửa báo chủ nhà nhưng cửa đã bị khóa trái, lửa lan nhanh qua ngôi nhà bên cạnh. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Kiên Giang đã có mặt phối hợp chữa cháy. Do vụ cháy xảy ra trong hẻm nhỏ nên lực lượng cứu hỏa gặp khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Hậu quả hai căn nhà bị thiêu rụi, một căn nhà bên cạnh cũng bị thiệt hại. Đám cháy nằm cạnh chợ Vĩnh Bảo, nhờ dập lửa kịp thời nên không cháy lan vào chợ, nếu không thiệt hại sẽ rất lớn. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. Khoảng 17 giờ 30 phút chiều qua tại đường Điện Biên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, một chiếc ô tô chạy với tốc độ nhanh đã tông liên tiếp 3 phương tiện, gây tai nạn liên hoàn và khiến nhiều người bị thương. Lúc này, một người đàn ông điều khiển ô tô di chuyển trên đường Điện Biên bất ngờ va chạm vào một xe đạp điện chạy cùng chiều. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe này không có dấu hiệu giảm tốc độ, va chạm tiếp với hai ô tô và một xe máy và chỉ dừng lại khi đâm vào nhà dân ở ven đường. Hiện trường vụ tai nạn kéo dài cả 100m, ngổn ngang các mảnh vỡ, các phương tiện đều hư hỏng nặng. Khi chiếc xe gây tai nạn dừng lại, người dân mở cửa xe thì thấy túi khí ở vị trí ghế lái đã bị bung, tài xế có dấu hiệu hoảng loạn.
4 người bị thương trong vụ tai nạn chưa xác định được danh tính đã được đưa đến cơ sở y tế. Công an đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra, làm rõ vụ việc. Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt quả tang 5 đối tượng tụ tập sử dụng ma túy tại một nhà nghỉ ở xã Phú Cường. Các đối tượng là Trần Minh Trí, 34 tuổi, Nguyễn Thiện Trí, 28 tuổi, Nguyễn Nhật Sơn, 31 tuổi, Đặng Duy Tâm, 27 tuổi và Nguyễn Thị Tố Hương, 27 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai. Qua test nhanh, cả 5 đều dương tính với ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, một cây kéo và kim loại, một quẹt khò, một bịch ni lông có chất bột màu trắng. Vụ việc đang được điều tra mở rộng. Theo thống kê từ ngành y tế, từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận trên 7.000 người bị chó mèo cắn, tăng 2 lần so với cùng kỳ. Việc chó mèo thả rông khó kiểm soát và việc tiêm ngừa dại cho vật nuôi bị chậm là do nguyên nhân nào? Không rõ mỏ, lang thang ven đường. Càng vào khu dân cư, chó thả rông lại càng nhiều. Thực trạng này gây nhiều bức xúc cho người dân. Ở đây dân cư người ta nuôi chó mèo rất là nhiều, nhưng mà thường là người ta xả rông, không có xích lại. Vật nuôi đi lại tự do, thiếu biện pháp an toàn, góp phần làm tỷ lệ người bị chó mèo cắn trong 3 tháng qua tăng gấp 3 lần. Nguy hiểm hơn là những ổ dịch dại gây ám ảnh cho người dân. Chó ở ngoài đường đâu nó chạy theo dò, tưởng đâu nó mặn gì cho hậu nó táp, nó quật, nó dò chảy máu tùm lum hết trơn. Hiện chỉ có hơn 30% trong tổng số gần 40.000 con chó mèo được tiêm vaccine phòng dại. Việc tiêm phòng còn gặp khó khăn. Đội bắt chó chạy rông thì anh em cũng phải có xăng, có xe, có dụng cụ, có bảo hộ lao động, phải được tiêm phòng vaccine dại. Chúng tôi đang cố gắng để tháo gỡ để có nguồn vaccine để cung cấp kịp thời. Một số địa phương cũng bắt đầu khởi động trở lại công tác quản lý chó mèo thả rông và rất cần một cơ chế thống nhất. Trong phần sau của chương trình, tòa án ở New York không đồng ý hoãn phiên xét xử hình sự với cựu tổng thống Donald Trump. Hàng triệu bông hoa tulip khoe sắc trong lễ hội hoa tulip Istanbul. Một thẩm phán của Tòa Phúc thẩm bang New York, Mỹ đã bác đề nghị của cựu Tổng thống Donald Trump về việc hoãn phiên xét xử hình sự đối với ông dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 4 tới. Sau phiên điều trần kéo dài 30 phút tại Tòa Phúc thẩm quận Manhattan, thành phố New York, thẩm phán Libes Gonzalez đã ra phán quyết không đồng ý hoãn phiên xét xử. Quyết định này đã đảo ngược nỗ lực phút chót của ông Trump cũng như đội ngũ luật sư của ông trong việc chuyển địa điểm xét xử sang tòa án khác. Nhóm đại diện pháp lý của cựu Tổng thống Trump cho rằng thành phần bồi thẩm đoàn hiện nay có định kiến sẵn với ông Trump nên có thể xét xử thiếu công bằng cho thân chủ của mình. Tuy nhiên, bên công tố khẳng định sẽ gạt bỏ những người có định kiến với ông Trump trong quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn. Nếu được tiến hành, đây sẽ là vụ xét xử đầu tiên trong 4 cáo trạng hình sự đối với ông Trump và cũng là vụ xét xử hình sự đầu tiên đối với một cựu tổng thống Mỹ. Tại Australia, một thiết bị lặn không người lái tích hợp trí tuệ nhân tạo đang giúp giám sát rạn san hô lớn nhất thế giới Great Barrier. Nhờ đó, các nhà nghiên cứu có thể kịp thời phát hiện các thay đổi và đưa ra giải pháp bảo vệ. Phương tiện lặn có tên Hydrus cho phép Viện Nghiên cứu Hải dương học của Australia giám sát rạn san hô này một cách chính xác và thường xuyên. Chúng tôi thực hiện quan sát với robot vì chúng cho phép quan sát sâu hơn và khả thi ngay cả ở những khu vực có nhiều cá sấu, cá mập và sữa. Hydrus được trang bị hệ thống radar sóng siêu âm và có thể tự di chuyển dưới sự điều hướng bởi AI, không cần kết nối Internet hoặc GPS. Thiết bị này có khả năng hoạt động ở độ sâu tối đa 3.000 mét trong khoảng 3 giờ. Bên cạnh đó, hệ thống camera của Hydrus tạo ra các mô phỏng 3D của toàn bộ kết cấu của rạn. Nhờ hình ảnh này, các nhà nghiên cứu có thể giám sát bất kỳ sự thay đổi nào, dù là nhỏ nhất, để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên rạn san hô. Các chuyên gia tại Mỹ cho biết trong tháng 4 này, ve sầu sẽ đồng loạt xuất hiện với số lượng lớn tại nhiều bang ở nước này. Người ta cũng cảnh báo về viễn cảnh tiếng ồn khi mà hàng tỷ con ve cùng nhau cất tiếng. Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học North Yorkshire, hai đàn ve sầu quy mô lớn sẽ bao phủ 17 bang vùng Midwest và phía Nam nước Mỹ. Các chuyên gia ước tính số lượng sẽ đạt hơn 1.000 tỷ con. Ve sầu tại Mỹ thường xuất hiện theo chu kỳ 13 năm và 17 năm, tùy thuộc vào loài khác nhau. Lần xuất hiện trong năm 2024 này là của chu kỳ 13 năm. Mỗi người sẽ cần phải chuẩn bị cho âm thanh mà ve sầu tạo ra. Chúng sẽ ca hát để thu hút bạn tình.
sân vườn của một người có thể có đến hàng trăm ngàn con. Trên thế giới có hàng ngàn loài ve sầu, nhưng chỉ có 10 loài trong số đó hoạt động theo chu kỳ. Phần lớn thời gian, chúng ở dưới đất ăn dừa cây trong nhiều năm liền, trước khi trồi lên mặt đất với số lượng lớn. Hàng triệu bông hoa tulip đã nở rộ trên khắp Istanbul, đánh dấu bắt đầu lễ hội hoa tulip thường niên tại thành phố này ở Thổ Nhĩ Kỳ. Năm nay, chính quyền thành phố Istanbul đã trồng gần 8 triệu hoa tulip và nhiều loài hoa khác nhau tại các địa điểm lịch sử của thành phố. Vườn hoa Emigan, một trong những công viên lớn nhất tại Istanbul, là trung tâm của lễ hội với hàng ngàn bông hoa khoe sắc. Lễ hội sẽ diễn ra xuyên suốt tháng 4 và có thể sẽ kéo dài sang tháng 5 tùy vào điều kiện thời tiết. Hoa tulip mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ và từng được xem là biểu tượng cho sự thịnh vượng của đế chế Ottoman. Vào năm 2005, chính quyền thành phố Istanbul đã triển khai một sáng kiến để mở rộng nhân giống và sản xuất hoa tulip ở Thổ Nhĩ Kỳ. Lễ hội hoa tulip đầu tiên tại Istanbul cũng đã ra đời nhân dịp này. Em Sofia Helena Moreira, 10 tuổi, đến từ Brazil, đang có trải nghiệm tuyệt vời khi được trưng bày các tác phẩm sáng tạo mỹ thuật của mình tại thủ đô Paris, nước Pháp. Một trong những nguồn cảm hứng của em là danh họa người Hà Lan Vincent van Gogh. Một giáo viên mỹ thuật đã phát hiện tài năng của Sofia khi em lên 6 tuổi. Giáo viên như tôi có thể phát hiện ra khả năng thiên bẩm của học sinh và giúp các em phát triển. Điều đó khiến tôi thấy rất vui. Em bắt đầu tập trung sáng tác trên canvas khi lên 9 tuổi. Sau đó mẹ em đăng ký em vào các cuộc thi vẽ. Sau khi thắng giải, các tác phẩm của em sẽ được trưng bày tại Carousel du Louvre. Một trong những nguồn cảm hứng của em là danh họa người Hà Lan Vincent van Gogh. Ngoài cuộc sống vất vả phải chịu đựng gian khổ thì ông là một họa sĩ có thể truyền tải cảm xúc của mình qua tranh vẽ. Em cảm thấy có kết nối với ông ấy. Sofia sẽ trưng bày các tác phẩm của mình tại một phòng tranh ở trung tâm mua sắm Carousel du Louvre, thủ đô Paris vào tháng 10 năm nay. Perfect Day, bộ phim được đề cử giải Oscar 2024 kể về cuộc sống của một người dọn dẹp nhà vệ sinh ở Tokyo đã khiến các nhà vệ sinh công cộng ở thủ đô Nhật Bản trở nên nổi tiếng. Bên cạnh chiêm ngưỡng những ngôi đền, ngắm hoa anh đào, giờ đây du khách nước ngoài còn dành 2 tiếng đồng hồ để tham gia tour tham quan nhà vệ sinh công cộng. Tour xe đưa đón tham quan nhà vệ sinh Tokyo sẽ đưa du khách đi tham quan 17 nhà vệ sinh công cộng. Chúng đã được cải tạo nhằm xóa đi hình ảnh nhà vệ sinh công cộng bẩn thỉu, hôi hám và tối tăm. Chúng tôi bắt đầu với ý tưởng loại bỏ 4K trong tiếng Nhật, đó là kurai tối, kitanai bẩn, kusai có mùi và kowai đáng sợ. Những nhà vệ sinh này có thể không giống thông thường, nhưng thay vào đó chúng dễ tiếp cận và sạch sẽ. Không có nơi nào có tour du lịch thú vị như thế này như ở Nhật. Nó rất khác thường, độc đáo và rực rỡ. Ở Tokyo, du khách thực sự rất vui khi được đến đây vì nó cực kỳ sạch sẽ, an toàn và mỗi địa điểm lại có cách trang trí khác nhau. Chi phí cho tour du lịch độc đáo này là khoảng 33 đô la Mỹ một người, khoảng hơn 800.000 đồng. Kính thưa quý vị, sau một ngày nghỉ hồi sức, ít phút nữa đây, đoàn đua cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thi đấu chặng 7 đua đồng đội tính giờ tại thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa. Đây là chặng đua quan trọng có thể ảnh hưởng đến cuộc cạnh tranh cúp đồng đội và áo vàng chung cuộc. Chặng 7 đua đồng đội tính giờ diễn ra tại trục đường Hồ Xuân Hương, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa, cự ly dài 26 km. Tập thể nào sở hữu được lực lượng đồng đều, trang bị xe thi đấu chuyên dụng và tích lũy thể lực tốt hơn sẽ có nhiều ưu thế để giành chiến thắng, qua đó hướng đến chức vô địch cúp đồng đội. Sau 6 chặng, đội thành phố Hồ Chí Minh Vinama đang dẫn đầu bảng xếp hạng đồng đội, hơn đội xếp thứ 2 là tập đoàn Lộc Trời An Giang 2 phút 56 giây. Đứng thứ 3 là đội La Fria Đồng Nai. Hiện tay đua Timofey Ivanov của đội thành phố Hồ Chí Minh Vinama đang giữ áo vàng. Xếp sau là Igor Frolov, Savanovikov và Petr Rikunov. Nguyễn Tấn Hoài là tay đua Việt Nam có thứ hạng cao nhất, hạng 6, cách Timofey Ivanov 1 phút 28 giây. Chặng 7 đua đồng đội sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 8 giờ sáng nay trên kênh HTV7 và HTV Thể thao. Tin mới nhận, đêm qua theo giờ Việt Nam, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một nhà máy thủy điện ở miền Bắc Italia, khiến ít nhất 3 công nhân thiệt mạng và 5 người bị thương, hiện 4 người khác vẫn còn mất tích. Vụ việc xảy ra tại nhà máy của công ty năng lượng Enel trên hồ
Suviana nằm gần thành phố Bologna vào khoảng 3 giờ chiều ngày 9 tháng 4 theo giờ địa phương. Truyền thông địa phương đưa tin nổ lớn gây cháy xảy ra ở độ sâu 60 mét khi các công nhân đang bảo dưỡng tua bin. Một đường ống bị vỡ khiến cho nước tràn vào tầng thủy chính dưới lòng đất của nhà máy thủy điện. Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra với sự hỗ trợ của các thợ lặn. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình sáng nay của chúng tôi. Những thông tin mới sẽ tiếp tục được cập nhật trong chương trình 60 giây chiều nay vào lúc 18 giờ 30 phút. Quý vị đừng bỏ lỡ nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.